chào tất cả cô dì chú bác trên toàn quốc nha. Chào tất cả các cháu trong cả nước nha. Hôm nay cô là cô Bể này. Cô lại mở livestream để giới thiệu bán cây giống nha. Đây cái giống tên có củ là Tiên Ông. Đấy. Có củ Tiên Ông này nó có rất là nhiều màu hoa. Nở rất nhiều màu hoa này, củ dễ bắt đầu trồng. Là dễ rất là đẹp này. Chỉ 40 ngày là bắt đầu nở hoa. Nở hoa đấy, cây các củ của cô là cây giống này ra mầm hoa này, mầm cây này. Đấy. Mà chỉ có 15.000 một củ. Đấy, mà nở 40 ngày là nở hoa. Hoa rất là thơm luôn. Các màu đẹp. Đấy, rất là thơm mà đấy. Mùi hoa hoa thơm, thơm ơi là thơm ý. Các màu hoa thơm lắm, mà đẹp và các màu 90 màu liền. Rất là tươi tốt và xanh tươi. Mà nở trong 40 dòng từ khi trồng cho đến 40 ngày là bắt đầu nở hoa. Đấy, mà cây củ chỉ có 15.000 một củ. 15.000 một củ cây giống. Thế các gì cô dì chú bác hoặc là các khu du lịch, các công ty nào mà các trường học, các thầy cô giáo mua hoa về trồng mà củ giống về trồng nhá. Cho nó xanh tươi, trường học cho đẹp nhá. Mà cây giống của cô chỉ có 15.000 một củ này. Đấy. Cây giống cả bậc các củ các màu luôn. Đấy. 90 màu hoa. Rất là tươi đẹp, rất là thơm luôn. Đấy, cô để cô giới thiệu để cô bán với các nhà kinh doanh này để vào trồng hoa để bán hoa đến mua cây giống cho cô này, cô nhập rất nhiều. Cô trồng không xuể cô bán nhá. Cô giới thiệu bán để lưu hành cả nước nhá. Và tất cả các khu du lịch và các trường học, các khu sinh thái để mua hoa về trồng cho đẹp và cho thơm nhá, và để phục vụ các lễ hội, khách hàng đến là ngửi hoa cho nó đẹp và ngắm hoa nhá. Đấy, hoa cô rất là thơm. Thơm ơi là thơm ý. Đấy, mà cô sẽ chuyển, nếu ai mua này, bạn là Hoàng Anh này, nó mua cây giống từ 10 củ nhá. Cái để cô đóng gói cho nhá. Đấy, để cô nhặt. Cô sẽ đóng gói này, cô để đây để cô đóng gói này. Đấy, bạn Minh Ngọc cô mua 20 củ thì để cô đóng gói nhá. Mà cứ tiền vận chuyển của cô là 30.000 một ca. Tiền vận chuyển là 30.000 một ca này, từ 10 cây trở, từ 10 củ trở lên. Mua nhiều cũng 30.000 một ca tiền vận chuyển. Củ giống thì 15.000 một cây. Đấy. Thế các cô dì chú bác, các cháu Minh Ngọc Hoàng Anh này, Minh Phượng này, thì cô đóng gói cho. Cô không đóng gói cô bán. Đấy. Cứ nhớ của cô là 15.000 một cờ củ mà thì cả vận chuyển là cứ từ 10 củ là 30.000 một ca. Đấy. Tiền vận chuyển cứ từ 10 củ trở lên. Mà các nhà kinh doanh hoặc các thầy cô giáo nào đến mua nhá thì để cô đóng gói bán nhá. Đến mua cho cô cho nhiều cho cô nhá. Mua một cô chỉ mong vui khách hàng đến mua cho đông vui để cô bán được nhiều nhá. Đấy. Hoa của cô này nở rất là thơm này. Để cô chào tất cả các quý khách nha. Và đại các gia đình, các cô dì, chú bác, các cháu đến mua hoa cho cô nha. Để cô bán cho được nhiều nha. Mưa nhớ của cô là 15.000 một củ. Đấy, cây giống mà hoa đẹp. Thơm. Thơm đây này đó, thơm mà tươi tốt này. Mà nở rất là bền lâu. Đấy, để phục hoa này của cô là có 40 ngày này là nở hoa rồi. Ai mua nhiều này và để đến là đón Tết này và 20 tháng 11 này với thì là mua hoa, mà ai mua cây giống thì để phục vụ mùa xuân lễ hội nhá. Cứ các cô cứ bán cây giống là nhớ là có các màu luôn, mà chỉ 15.000 một củ thôi. Cây giống này này, cái củ giống của cô này, củ màu trắng này, màu hồng này, đấy, củ này màu tím này, màu vàng à, hồng cam này, các màu này đấy, thơm đẹp luôn, mà chỉ có 15.000 một củ thôi đấy. Thế mà các bạn Minh Ngọc Hoàng Anh cái gì mua thì là nhớ là cứ 10 củ rồi thì là đạp tiền vận chuyển là cô chuyển từ bưu điện tới nhà là 30.000 nhá. Đấy, thế thì ai mua thì để lại số điện thoại này,
và để lại số củ cây để cô chuyển đến nhá. Thế xin chào tất cả các quý khách và các cháu nhá.